Em xin chào quý thần yêu của Tiền Bạc Kim Thảo à. Thì trưa hôm nay em rất là vui khi đón tiếp chị Vũ ha. Chị đến ủng hộ tiệm làm một mâm vàng nữ trang vàng 610 nha quý khách. Một bộ bông tím này rất là đẹp luôn nha quý khách nha. Bông tím này tím không có buồn nha mấy anh chị ơi. Tím này là thể hiện cho sự là huyền bí nè, sang trọng nha quý khách ha. Em giới thiệu cho một cái vòng. Một cái vòng hoa hột tím nè. Đi chung bộ là một đôi bông hoa hột tím. Bông bạc nha. Đeo thoáng tay luôn nè. Rồi, một cái mặt hột tím luôn. Một cái mặt hột tím, mặt hoa hột tím rất là sang luôn quý khách ơi. Nước vàng công ty bên em là vàng chuẩn hàng công ty nha. Rất là đẹp, màu vàng rất là đẹp. Đi chung là một cái dây khoan lặt ghép nữa nè. Dây thì tầm khoảng 5 chỉ, còn vòng là một lượng. Đôi bông là khoảng một đồng một chỉ nha quý khách. Mặt kia chuyền là một chỉ rưỡi. Sang không? Chị đeo luôn không chị? Em bỏ hộp với chị nha. Tổng giá trị nguyên bộ hôm nay là 100 triệu nha. Em cảm ơn chị Vũ đã yêu thương và cái ủng hộ tiệm ạ. Dạ em xin kính chào quý thần yêu của tiệm bà Kim Thảo nha. Thì trưa hôm nay em rất là vui được đón tiếp chị Thảo ở Bình Dương nha quý khách nha. Chị đến lựa một mâm vàng nữ trang vàng công ty 610 quý khách. Rất là đẹp luôn. Này gồm một dây, một mặt, một nhẫn và một đôi bông. Em sẽ quay cho mấy anh chị coi mẫu nè. Một cái dây sóng lá, móc máy rất là sáng, từng đường móc máy nè, rất là sắc sảo luôn ha. Một cái mặt hộp trà nè, vuông viền hộp trắng nữa, sang lắm nha mấy chị ơi. Rồi chị còn ủng hộ thêm là một cái nhẫn nè, bản dài. Một cái nhẫn bản dài hình thoi. Nhẫn này là trọng lượng nó là khoảng 8/2 nha. Còn mặt kia chuyền là một chỉ 049. Đi chung bộ với mặt kia chuyền là một đôi bông hộp trà. Đẹp chưa quý khách ơi, sáng xuất sắc luôn ha. Và của em là chuẩn nước vàng công ty 610 rất là sáng luôn nha. Và địa chỉ tiệm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tổng bộ hôm nay chị lựa là 27.800.000. Em cảm ơn chị Thảo đã yêu thương và ghé ủng hộ tiệm ạ. À, chị em đeo cho chị nha, dây với mặt em đeo trước cho chị. Rồi, quá đẹp luôn mấy anh chị ơi. Rồi cái này em bỏ hộp cho chị nha. Dạ. Bỏ hộp. Dạ, xin kính chào quý thần yêu của Tiền Bạc Kim Thảo à. Thì tối hôm nay em rất là vui khi được đón lọc của chị Tâm ha. Chị đến ủng hộ cho em làm một cái dây vàng nữ trang 980 nha. Dây công nối long phụng nè, toàn tiên, trái tim nè, tình cảm chưa mấy anh chị ơi. Thêm mấy con heo nữa, thể hiện cho con đàn cháu đóng nha. Ý nghĩa, rất là ý nghĩa luôn. Đó, phong dây này là nó dập thêm mấy cái dạng full cast nữa nè mấy anh chị nè. Rất là đẹp luôn ha, sang lắm. Dây này hàng độc quyền bên Kim Thảo em luôn á. Dây này form của nó trọng lượng là 8,5 chỉ. Tổng giá trị sản phẩm ngày hôm nay là 65.900.000. Dạ em cảm ơn chị Tâm đã yêu thương và ghé ủng hộ tiệm em nha. Em bỏ hộp cho chị luôn. Dạ em xin kính chào quý thần yêu của tiệm vàng Kim Thảo à. Tới hôm nay em được đón tiếp chị Diễm ha, ở Hóc Môn nha. Chị đến ủng hộ tiệm em là một cái lắc bản rồng này mấy chị ơi. Xuất sắc chưa, lắc này là form lắc dài một cắt chính nha. Chiều dài cỡ nào em cũng có hết trơn luôn mấy chị ơi. Này em quay cận cảnh cái lắc bản rộng cho mấy anh chị xem nè. Xuất sắc chưa, từng đường móc máy này rất là đẹp luôn nha. Rất là sắc sảo luôn. Rồi khóa là khóa hộp nha mấy anh chị ơi. Khóa hộp hai bên có hai khóa dự phòng nữa nha. Rất là chắc chắn cho mình luôn. Form lắc này là 3,5 lượng. Lắc bản hàng rào thì em có rất là nhiều form nha mấy anh chị ơi. Hàng chuẩn hàng công ty 610 nha. Nước vàng rất là sáng đẹp luôn nha mấy anh chị ơi. Tổng giá trị sản phẩm ngày hôm nay là 179.500.000. Dạ em cảm ơn chị Diễm đã yêu thương và ghé hộ tiệm em bảo hộp cho chị em nha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Thảo ạ. Sáng nay là em đón lọc của anh tên Lộc luôn. Thay anh lựa một nhẫn ha, tài lộc. Đây là hai mẫu nhẫn nha. Nhẫn vàng nữ trang 980, mình gọi là vàng 4 số quý khách ha. Mỗi nhẫn đúc luôn, cái này tài lộc, còn đây là chữ tài. Trọng lượng mỗi nhẫn này là gần 1 lượng. Đây, viền chữ là móc máy chạm, ở trong là chạm phun cát ha. Rất là đẹp luôn. Cái nhẫn tài lộc này là 77.275.000. Thêm mấy nhẫn chữ tài này là 1 lượng hơn là 78.931. Rất là đẹp quý khách nha. Nay em về rất là nhiều mẫu mã của mấy anh nam luôn. Hai bên là có chữ phúc nữa. Rồi cái này em để hộp cho Lộc nha. Cảm ơn Lộc nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý thần yêu của tiệm vàng Kim Thảo ạ. Sáng hôm nay em rất là vui được đón tiếp cô Hoa ở Bình Tân ha. Cô Hoa ủng hộ tiệm em là một cái trộn bộ nè. Trộn bộ lắc và cái nhẫn màu xanh nha. Đây em quay mẫu cho anh chị xem thử nha. Một cái lắc bản hộp dưa màu xanh nè. Đính thêm cái hộp đá trắng nữa rất là đẹp luôn nha quý khách ha. Sang lắm.
Bộ này đeo rất là sáng da, đi kèm với nó là một cái nhẫn một xanh lá hộp dưa luôn nè. Form lắc này là 7 chỉ 9 12, còn cái nhẫn là 1 chỉ 368 nha quý khách. Đẹp chưa? Đeo màu xanh nó rất là sáng da luôn ha. Vàng bên em là chuẩn hàng công ty 610, đeo rất là sáng luôn mấy anh chị ơi. Bộ này sang lắm. Tổng giá trị bộ này là 45.400.000. Cô Hoa không đeo bỏ hộp cho cô nha. Con cảm ơn cô Hoa đã yêu thương và ghé ủng hộ tiệm ạ. Dạ xin kính chào quý thằng yêu của tiệm bà Kim Thảo ạ. Thì tối hôm nay em rất là vui đón lọc của anh Tâm ha. Anh đến từ quận Nhất. Anh đến hộ tiệm là một cái lắc phen lạc đúc đặt kèm luôn nè quý khách nè. Lắc phen lạc đúc trơn nha, khóa chạm rồng nè, nhìn lạ chưa quý khách ơi. Rất là đẹp luôn ha. Form lắc này là nặng là 6 lượng 4. Cái này thì em có rất nhiều form, từ 1 lượng cho tới 20 mấy lượng em cũng có luôn nha, tùy theo nhu cầu của khách hàng. Mình muốn đặt cỡ bao nhiêu em cũng đặt được luôn nha quý khách ha. Rồi em quay cận cảnh cho anh chị coi mẫu nè. Lắc đúc đặt kẹo quá đẹp luôn, đeo rất là sang nha. À, khóa là khóa rồng. Khóa rồng rất là chắc. À, khóa hộp, hai bên khóa móc máy dự phòng nữa. Đẹp không với anh chị ơi. Tổng giá trị sản phẩm này là 325 triệu ha. Quá đẹp luôn ấy. À, em đeo cho anh Tâm luôn ha. Vàng của em là chuẩn hàng công ty 610 nha mấy anh chị ơi. Nước vàng rất là sáng đẹp luôn ha. Nhìn cái khóa lắc lồng rồi đẹp không? Quá xuất sắc luôn. Rồi em cảm ơn anh Tâm đã yêu thương và ghé mua tiền ạ. Em gửi anh hóa đơn nha. Thank you.